Ôi. Cái Cái gì? này nó thì hai lon lận không ơi. Con này thứ hai lon hả? À, vậy 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 là bù bù cái nãy rồi, cái nãy không có lon nào hết. Đó, được hai lon nữa nè, thấy không? Đó, anh em thấy chưa? Kiếm. Ngon lành luôn. Đó. Trời ơi, thay vì tiền tiền anh em mình bỏ tiền ra mua 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 đi mua mồi, thay vì lấy tiền mua mồi đó mình đi mua bia đi. Gãi chừng vài chục cái này là nhậu vi vu luôn. Ê, làm gì ngồi gầu quá vậy? Tôi đang gầu nè. Làm gì gầu? Chiều nay có khách mà không biết mua gì đãi cho mấy ông nhậu hết trơn. Mua gà, mua vịt gì cũng được. Mua gà vịt hả? Ừ. Sao hả? Vịt đó ăn hoài cũng ngán chết. Rồi mua bia chưa? Mua bia để nhà rồi mà giờ gầu không có mua gì, biết mua gì vậy đãi cho mấy ông nhậu nè. Thôi được rồi, giờ yên tâm đi, bây giờ mua bia gọi là mồi mồi thì cứ để đó cho tôi lo mồi cho. Mua bia gọi phải không? Rồi ok, bây giờ đi theo tôi kiếm mồi. Không cần phải mua mồi đâu. Khỏi công tốn tiền. Bây giờ tiền đó để cứ mua bia đi. Bây giờ mồi mồi cứ yên tâm, mồi giờ đi theo tôi kiếm mồi. Giờ đi Vừa theo ông phải không? giờ đi theo tôi. Vừa ngon mà nó không tốn tiền nữa, ok không? Ok, vậy tôi khỏi lo mồi nha. Rồi mồi để tôi mua mấy thùng bia rồi. Tôi mua mới có chục lon Mua mới có chục bia. Thôi bây giờ chục lon bia sao đủ, bây giờ mồi mồi khỏi tốn tiền mồi nè, mồi giờ tôi lo được. Bây giờ cứ lấy cái tiền mua mồi này mua bia hết đi. ok, vậy là ông uống hết chục lon bia tôi mua nữa nha, giờ ông lo mồi nha. Rồi mồi đi theo tôi. Ok. Trời ơi có gì đâu, mồi mà dễ kiếm lắm mọi người ơi. Rồi hai chồng em chào cả nhà nha. Thì shop này thì cũng có chiều nay có khách thì bà xã mình thì mua bia rồi, nhưng mà tình trạng là chưa có mồi. Mồi mà có gì đâu. Rồi giờ mời cả nhà mình đi theo chân mình đi kiếm mồi nha. Vừa ngon mà lại không có tốn chi phí tiền nhiều nữa. Đây đây đây, có mồi đây, có mồi đây. Ngon lành cành Thì ra mồi này đào ha, mồi này quá chưa? ok Trời ơi, thứ này còn thứ gì chịu nổi nữa. Cái này mà ớt muối ớt và nước nướng sa tế thôi thì còn gì bằng thịt gà thịt vịt đổi à, chắc đổi ha. Dế còn y nguyên luôn ha. rồi. Cái đầu Ngon tiên lành. luôn, được cái bự cho cả Đó. nhà. Cái con này thì ít gì cũng phải một lon, đúng không? Ok chưa? Rồi ok, con này là hết sảy rồi. Thấy không? Thấy vậy là có mồi liền, thấy không? Nè, có nhánh bát vẽ nè, nhớ nè. Nè, thêm ly nữa nè, thêm lon nữa nè. Ôi trời, nó đã nè anh em ơi. Cái kiểu này đây mà mồi mồi thiên nhiên hoang dã gì đây mà không nhậu thôi, đi mua gà mua vịt chi cho tốn tiền. Con này bự dữ chàng. Wow, bự nè cả nhà ơi. Gì đây mà không nhậu đi mua gà mua vịt chi cho tốn tiền. Còn dế luôn Lắc lư cái bẫy nữa rồi, lắc lư cái bẫy nữa rồi. Đó, một lon nữa nè. Cứ cái một lon nha. 20 cái. 20 cái là 20 lon nha. Đó, bây giờ ba cái là ba lon rồi đó. Mồi thì nó nằm ở ngoài thiên nhiên hoang dã gì nè. Và ê. Còn 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 một em nó đang đang nằm ở trên đó kìa. Không biết có vô con nào chứ không biết. À là nó mới lại mẹ ơi. Con này nó mới tới à. Con này nó mới tới, nó chưa kịp vô nữa. Này chà. Lúc trước đi đi vô đây đặt thì nó lúa chưa có cắt đúng không? Kế nhà ba đó, ở dưới đó đó.
lúa chưa cắt. Sao có lon nào nữa không? Có. Ôi. Cái gì? Con này thứ hai lon hả? À, vậy là bù cái nãy rồi, cái nãy không có lon nào hết. Đó, được hai lon nữa nè, thấy không? Đó, anh em thấy chưa? Ngon lành luôn. Đó. Trời ơi, thay vì tiền anh em mình bỏ tiền ra mua đi mua mồi á, thay vì lấy tiền mua mồi đó mình đi mua bia đi. Gãi chừng vài chục cái này là nhậu vi vu luôn. Đặc biệt của nó ha là nướng ngội chấm với muối cục á, muối ớt mà loại muối cục á, muối hột á, hết sảy con vậy luôn. Còn không thì nướng muối ớt hoặc là nướng sa tế siêu cay. Có lo nào không? Đó. Đó, cứ cái lon cứ anh em mình cứ tính đi. Đó, cái lon bảy này thì em đặt hồi sáng rồi. Đó anh em mình cứ sáng anh em mình đi đặt đi, rồi rảnh cái mình đi thăm là có mồi nhậu liền nha anh em ơi. Đây, cái này ổ này phải cái cục này phải ổ mối không ta? Ổ mối chứ còn gì nữa. Cái cục này mà ai mà có gà con ha, chặt ổ mối này về cho nó ăn là đã luôn á, gà con nó hay ưa ăn mối dữ lắm. Mẹ ổ mối nè. Ổ mối này chắc vui luôn á. Nè. Nó trời luôn nha. Ừ. Dập kỹ giùm ba nha. Để sót một lon á, uổng lắm à. Đâu đó có con cá gì đó. Sao có lon nào không? Có hai lon. Hai lon luôn hả? Chà kiểu này hay vậy là phải bỏ tiền ra mua bia thêm à anh em ơi. Hai lon rượu trà bá luôn nha. Vậy là hai lon rưỡi luôn. Ngon lành. Xỉn rồi, vậy là bữa nay phải mua bia thêm nữa mới nhậu mới hết mồi nổi rồi. Nói chung thì hai chồng em á thì tính tới nay thì cũng cỡ tháng rưỡi hai tháng gì mới đi quay video lại cả nhà. Một phần là tại vì khách bên em á là đặt hàng bên em nhiều lắm, cho nên đó là bên em làm là toàn bộ là làm bằng thủ công bằng tay á. Ê này sẽ đặt hai cái chứ kìa. Chà vậy là cái đó họ chỉ ngồi thăm sóc đó mày ơi. Bên em làm toàn bộ bảy này nè. Đây tôi có mượn cái là làm bằng tay á, làm thủ công bằng tay, không có máy móc gì á. Cho nên đó là sản xuất ra là không có kịp, không có đủ hàng để mà giao cho anh em mình á. Cho nên xiết gần 2 tháng nay không có rảnh ra cái thời gian để mà quay video á cho cả nhà mình xem. Thì cũng rất mong mấy anh em mình mà hay theo dõi kênh của hai chồng mình á, thì cũng mong anh em mình thông cảm ha. Hai chồng sẽ cố gắng ra đều video để cho anh em mình xem giải trí. Có đâu đó có chuyện làm ha. Nói chung thì đặt rồi mình đặt cũng có đặt đây mấy lần rồi. Đặt rồi cho nên nó bị lạc á. Nãy mới lụm ra được cái ha. Coi kỹ nha ba nha. Có lon nào không em Google hả? Lon này kiến không? Thì nói chung thì bạn cũng có cái chọt, cái dính chứ phải cái nào cũng dính đều hết. Xung quanh đây nó ngập. Nước mênh mông. Biển trời nước mênh mông. Một lon phải không? Nhỏ thì nửa lon à, bự thì lon. Chỗ ngay góc dừa xuống á. Giác này là giác nó đi ăn mà. Sao lụm không? Lụm con ngoại bò ra.
Ồ vậy là vô một con hả? Vô một con, còn con giác này là giác nó đi ăn nè. Có một số anh chị mình á cũng không có biết á, hỏi mình á là bảy cái con này về làm gì. Thì cũng có một số anh em á là người ta bảy về. Bảy về anh em người ta bán. Bán để kiếm sống hàng ngày. Còn một số anh em mình bảy về cho gắn hổ hành ăn nè, cho bềm bẹp ăn nè, cho gà đá ăn nè, vân vân. Hoặc là bảy về mình dùng để làm mồi nhậu. Đây đây đây, đây hút cái kìa. Trời ơi, một lon rưỡi luôn á. Một lon rưỡi luôn, đừng nói một lon. Khum xuống, khum xuống. Khum xuống. Chui vô, chui vô. Đó. Con mập chà bá luôn. Nó thuộc gì là đặc sản á. Cái giá trị của nó vô trong nhà hàng là cũng phải là không phải là rẻ tiền đâu, cũng đắt lắm đó nha. Kêu một dĩa tới luôn ạ. Kêu một dĩa mà gắn mối mà chiên chiên giòn hay là nướng ngội hay nướng muối ớt gì đó. Chừng không biết được chục con không chứ cũng vài trăm ngàn á, chứ phải ít đâu. Có con nào? Có kiến là thua rồi. Trời ơi, cái tình trạng này thì khỏi nói rồi, nếu mà có kiến là bó tay. Con mini hả? Thả luôn đi mẹ ơi, con nó thả luôn đi. Cái này mình cái bẫy này mình không có làm cửa, là bị có mấy cái mà lưới còn dụng còn dư thì mình gáp lại cho nên không có phét cửa, không phét cửa bắt ra đường hôm giờ vẫn được nữa. Ồ cái con này chắc một lon gửi luôn, quá khứ cái con này luôn, chắc lon gửi luôn quá nè. Con này chắc lo gửi luôn rồi. Gửi dữ hả? Ừ. Ôi xỉn là xỉn, là bữa nay xỉn thiệt rồi anh em ơi. Hình như còn có một cái nữa về mẹ yêu ơi. Còn có một cái nữa. Cái này sáng nay đặt cũng tự tin lắm á. Ê Ê còn hai cái chứ, đây một cái nè. Đây cái này, kia một cái nữa. Rồi một lon nữa rồi mẹ ơi, một lon nữa rồi. Ô một lon rưỡi luôn nữa rồi. Rồi một lon rưỡi nữa rồi. Ê lon à, lon à. Con này lon à. Em. Cái trái này phải cho kia bằng trái sim không mẹ ha? Sim. Ăn được không? Được. Là như vậy đây là chính ăn được rồi phải không? Cái này chưa gì đẹp, thường có một bài hát những đồ qua sim, những đồ qua sim. Ôi lon gửi nữa, lon gửi nữa, quá trời kiến luôn, kiến đen quá trời đây, kiến đen. Con bự vậy con có chữa ai? Rồi con này dám có chữa quá, mà quá trời kiến rồi. Vũ con nhỏ xíu nữa. Đi ra, để hồi ra ngoài chiếc xe không còn luôn á. Đi đường này luôn hả? Ừ. Sao mẹ tin tưởng qua chưa? Tin tưởng thành quả. Đó, thay vì mẹ mua con gà con vịt cũng mấy trăm ngàn chứ phải ít đâu. Con gà giờ bèo vừa bèo cũng khoảng 250 á. Mà về làm này kia nói chung là 250 để mua thùng bia đi. Đó, mồi là ok luôn. Vậy là nghe rồi, ma có mồi thiên nhiên nhậu rồi. Vừa là quan giả mà vừa là đặc sản nữa. Mà không có tốn bao nhiêu tiền, chỉ tốn vài chục ngàn mua gia vị niêm thôi. Điếm nó đủ 7 không ơi, 20 cái. Nãy lấy cái sót nữa là 21 cái. Chín, mười sáu, bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, đủ
21 cái không? 21 cái, nãy lượm hết cái là 21 cái. Rồi đếm bao nhiêu con? Hai con cả nhà. Hai nè. Đây là hai nha. Tao cầm vô lại đếm cho đếm rồi bỏ vỏ luôn. 3 4. Mình bỏ vô đây luôn nha các bạn. Con nào con nấy chản chản à. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 con các bạn ơi. Có mấy cái không dính cả nha. Mấy cái bị kiến nó xử dế gáo. Mấy cái này kiến nó xử dế nha, kiến quá trời kiến luôn con. Mấy cái nó không có dính. Quá đã luôn. Đó, vì là về là nướng muối ớt. Nướng muối ớt. 15 con được dĩa ha, được dĩa mồi ha. Ừ, nướng muối ớt nhậu là thầy rồi. Còn gì bằng gọi là nướng sả tế siêu cay cũng được. Ok không? Ok, cái này lâu quá không có nướng, không có nóng mối nướng muối ớt. Bữa nay mình làm thử món này về mình nhậu luôn nha. Nhậu luôn cho đã bữa. Cái đoạn này là hai chồng bắt đầu tranh thủ giọt về liền nữa để mà làm gắn mối này cả nhà. Chưa về tới nhà mà bà bàn bà tính bà mua gia vị, mua nào là ngũ vị hương rồi sả tế rồi rau thơm xà lách, nói chung là đủ loại rau luôn để về nhậu một bữa hoành tráng luôn á cả nhà. Rồi bye bye, hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo của hai chồng em nha.